có hai loại tấm nhựa ốp tường thế hệ mới đang được sử dụng nhiều nhất để thi công ốp tường nhà nội thất. Thứ nhất đó là loại tấm nhựa ốp tường cốt nền đặc, khổ lớn, có kích thước chiều rộng là 1m22, chiều dài là 2m44, thi công bằng hình thức dán keo. Loại thứ hai là tấm nhựa ốp tường cốt nền rỗng, có kích thước là chiều rộng 40cm, chiều dài tấm tiêu chuẩn là 3m, 3m rưỡi, 4m. Đối với những cái công trình cụ thể có thể đặt để cắt theo kích thước yêu cầu. Vậy chúng ta nên sử dụng tấm ốp tường cốt nền đặc theo hình thức dán keo hay là sử dụng tấm ốp tường la lô cho công trình xây dựng của mình thì phù hợp hơn? Xin chào các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của nhà thầu Lam Ngọc. Ở clip này, Lam Ngọc sẽ đi phân tích, so sánh hai cái dòng tấm ốp đang được sử dụng rất là nhiều. Đó là tấm ốp nhựa cốt nền đặc và tấm ốp nhựa hèm khóa âm dương cốt nền rỗng. Thì từ đó quý vị dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cái loại tấm ốp phù hợp cho công trình xây dựng của mình. Thì khi mà so sánh giữa hai dòng tấm ốp thì chúng ta sẽ cần so sánh về cái cách thức thi công, ứng dụng của từng loại. Thứ hai nữa là chúng ta so sánh về khả năng chịu lực, độ bền. Và thứ ba nữa là chúng ta cần phải đi so sánh về giá thành. Thì chỉ cần so sánh làm nổi bật được ba cái vấn đề đó thì quý vị có thể lựa chọn được loại vật liệu phù hợp nhất để thi công cho công trình xây dựng của quý vị nhé. Thứ nhất ấy, là chúng ta sẽ đi so sánh về cách thi công và ứng dụng của từng loại tấm ốp. Thì tấm ốp tường cốt nền đặc thì đây, có 3 loại kích thước, là kích thước chiều dày là 3 ly, 2 ly 8 và 2 ly 4, đúng không ạ? Lam Ngọc để như này để quý vị có thể dễ dàng so sánh được, đúng không? Thì cái tấm này thì có cái kích thước khổ tiêu chuẩn là 1m22 chiều rộng và chiều dài là 2m44. Thì cái tấm cốt nền đặc này thì thi công với hình thức là dán keo ở cái mặt sau này kết hợp với băng dính hai mặt. Thì cái lớp băng dính đấy nó sẽ giữ cho tấm cố định trước khi mà keo nó khô. Thì chính vì cái tấm này thi công bằng hình thức dán keo, do vậy mà có một số anh em đội thợ thì sử dụng là ốp trực tiếp vào tường. Thì ốp trực tiếp vào tường thì chúng ta cái mục đích cũng chỉ là tiết kiệm chi phí. Nếu mà cái lớp tường xây nó bị ẩm thấp hoặc là sau quá trình sử dụng mà cái lớp sơn nó bị xuống cấp và bị bong tróc thì nó sẽ dẫn đến là cái lớp keo của cái tấm này cũng sẽ ảnh hưởng. Như vậy để thi công cái tấm ốp nhựa cốt nền đặc này đúng kỹ thuật nhất thì chúng ta nên sử dụng những cái tấm DC còn thừa ở các công trình khác, chúng ta đừng vứt bỏ đi mà chúng ta mang về. Sau này chúng ta sẽ cắt từng tấm nhỏ một, làm một cái đoạn chiều rộng của nó tầm khoảng 5 đến 6 phân. Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái tấm DC đó. Còn nếu mà không có tấm DC thì chúng ta sẽ có thể cắt những cái tấm nguyên ra để làm xương, làm những cái lớp mách. Và chúng ta tiến hành dán keo ở cái mặt chính của nó này. Sau đó là chúng ta ốp cái mặt chính này vào tường, sử dụng cái lớp mặt trái này để liên kết với những cái tấm hoàn thiện. Liên kết với những tấm hoàn thiện. Thì khi chúng ta sử dụng một cái lớp mách như vậy thì cái độ bền của liên kết nó không phụ thuộc vào cái lớp sơn hoặc là không phụ thuộc vào độ ẩm của tường mà nó bám rất là chắc theo thời gian. Đương nhiên là cái chi phí nó sẽ đội lên cao hơn, nhưng mà chúng ta có thể đầu tư một lần nhưng sẽ chắc chắn và an tâm theo 5 tháng sử dụng. Một lưu ý nữa đó là tấm ốp tường cốt nền đặc thì giữa các tấm vân đá
sẽ có những cái nẹp kim loại quý vị nhé. Đấy, các cái nẹp kim loại ở giữa này, chúng ta có thể sử dụng nẹp H hoặc là nẹp T. Đấy, chúng ta có thể sử dụng nẹp H hoặc nẹp T. Đây, đây nẹp H này, như này. Sau đó là ghép các tấm này lên. Đấy, đấy là nẹp T, đây là nẹp H. Có một lưu ý, hết sức lưu ý đối với dòng tấm ốp cốt liền đặc và khổ lớn này, là chúng ta không được bắn thi công, chúng ta không được bắn đinh. Có một số anh em đội thợ có thể sẽ là người ta sẽ bắn điểm các cái đinh ở bốn xích quanh tấm này, nhưng mà khẳng định với quý vị là cách thi công như vậy là hoàn toàn không chính xác, không theo phương án thiết kế ban đầu. Vì cơ bản nhà thiết kế người ta thiết kế cái tấm khổ to này là để sử dụng dán keo. Quý vị phải tưởng tượng là cái khoảng cách, cái khổ chiều rộng của tấm là 1m2. Chúng ta chỉ bắn điểm ở các bốn xung quanh này thì ở giữa này vẫn là liên kết bằng keo dán. Thì nếu mà trong trường hợp mà chúng ta ở bốn xung quanh mà ở giữa chúng ta xử lý không đúng kỹ thuật thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là bị bập bùng ở giữa. Và đến cái lúc ý xử lý rất là khó. Do vậy mà anh em phải làm đúng kỹ thuật từ ban đầu, là đây là dòng tấm ốp sử dụng keo dán thì chúng ta sẽ phải liên kết, như tôi vừa nói là chúng ta sẽ phải cắt cái tấm DC này để chúng ta làm cái liên kết theo đúng kỹ thuật thì đảm bảo về cái độ bền. Và thứ hai nữa là nếu xảy ra một cái vấn đề gì về bảo trì sửa chữa, chúng ta sẽ dễ dàng xử lý khắc phục, đúng không ạ? Thì đấy là cái phương án về liên kết. Còn đâu về ứng dụng thì cái tấm cốt liền đặc thì nó sẽ chịu được nước. Đấy, chịu nước và có thể thi công ở những cái điểm mà có độ ẩm rất là cao, đó là phòng tắm, phòng vệ sinh. Đấy là những vị trí phòng tắm, phòng vệ sinh này và tất cả các vị trí ốp tường trong nhà. Và đây là dòng tấm ốp sinh ra chỉ để ốp tường, không thể thi công ốp trần được. Đấy, vì là nó sử dụng hệ keo dán, dán keo. Do vậy mà nếu mà ốp trần thì rất không đảm bảo, quý vị nhé. Cái tấm ốp cốt liền đặc này nó rất phù hợp để thi công làm điểm nhấn. Đây ạ, ví dụ như là chỗ vị trí tôi đang ngồi làm việc, tôi vẫn sử dụng cái dòng tấm ốp tấm vân đá thường này, đúng không ạ? Tấm vân đá thường này thì nó sử dụng kết hợp với cái tấm nam sóng để làm điểm nhấn những vị trí vách tivi, những vị trí sau salon, hoặc là làm điểm nhấn những cái vị trí mà chúng ta cần thiết thì rất phù hợp. Đấy, đấy là cái ứng dụng của cái dòng tấm ốp này. Thì chúng ta sang cái phần ứng dụng và cái cách thi công của dòng tấm ốp nhựa Lalo. Đây quý vị nhé. Cái dòng tấm ốp nhựa Lalo này thì nó liên kết bằng cái liên kết là hèm khóa âm dương. Đây là cái hèm dương và đây là hèm âm, quý vị nhé. Thì liên kết bằng hèm khóa âm dương thông qua một cái inox. Rất nhiều các clip mà Lam Ngọc có hướng dẫn thi công thì Lam Ngọc sẽ để link ở dưới cái phần mô tả của clip này, thì quý vị có thể vào xem lại các cái cách thi công của cái tấm ốp Lalo cũng như là các cái cách thi công của cái tấm ốp nhựa vân đá này, quý vị nhé. Đấy thì quý vị có thể tham khảo thêm trên website là lamngoc.vn để tham khảo về cách thi công này, ứng dụng này và giá thành. Đây là về quay trở lại về cái phần liên kết tấm, thì cái tấm hèm khóa âm dương này liên kết bằng một cái kẽ inox. Liên kết bằng một cái kẽ inox này thì với kích thước của một cái tấm tiêu chuẩn là 3m thì chúng ta có thể sử dụng 5 đến 6 cái kẽ. Quý vị thông cảm. Hôm nay máy quay nó lại không hiểu sao có nguyên nhân gì, lỗi gì mà đang quay toàn tự dừng thôi. Đấy, anh em lại phải dừng để reset lại máy. Vậy mà không hiểu là nguyên nhân gì thì thôi quý vị thông cảm là hôm nay hơi bất tiện.
đang nói đến là cái tấm này sử dụng là tầm khoảng 5 đến 6 cái ke, đúng không ạ? Thì đây, khi mà đã bắn được cái điểm tấm này vào tường rồi thì chúng ta liên kết cái tấm còn lại. Đấy, chúng ta liên kết tấm còn lại này vào đây. Đấy, liên kết bằng hàm khóa âm dương này, thì cái tấm này liên kết bằng hàm khóa âm dương. Và chúng ta có thể là tiêm thêm cái keo ở vị trí mặt sau này để làm êm tấm, quý vị nhá. Thì cái tấm này có cái liên kết, kết hàm khóa âm dương này thì nó rất là chắc chắn, có thể sử dụng để làm trần, làm ốp tường. Đấy, không như là các cái tấm ốp tường cốt liền đặc kia là chỉ sử dụng để ốp tường được thôi. Còn đâu cái dòng tấm ốp nano này thì ứng dụng rất là rộng, ốp cả tường cả trần. Về mẫu mã thì cái tấm ốp nano này nó mẫu mã đa dạng hơn cái dòng tấm ốp cốt liền đặc. Cái mẫu mã của cái dòng tấm ốp nano này nó có cả các cái màu vân đá, màu dán giấy, hoặc là các cái màu vân gỗ, đặc biệt là các màu vân gỗ thì rất là nhiều. Đây là thực sự ra là cái màu tấm ốp này nó đa dạng đến mức độ mà nhà sản xuất người ta cũng không thể nào mà làm một cái quyển một cái mẫu này nó hết được, quý vị nhé. Không thể làm một cái mẫu này, một cái mẫu này thì không được bao, được không được bao nhiêu cả, mà người ta in ra về cái đấy, in ra hẳn một cái quyển phim, in ra hẳn một cái quyển phim này, rất nhiều các cái màu sắc, các cái mẫu mẫu phim. Đây là một quyển này mà hơn 70 mã màu, trong đó có cả màu gỗ này, màu vân đá này, màu dán giấy này, nói chung là rất là nhiều mẫu. Thì cơ bản về mẫu mã thì dòng tấm ốp nhựa nano cốt liền rỗng thì có cái màu sắc đa dạng hơn, vừa là cái màu sắc về tấm các cái vân gỗ này, hay là các cái vân dàn giấy này, hay là các cái vân đá, rất là đa dạng. Còn đâu cái tấm ốp tường cốt liền đặc thì cái mẫu tấm ấy, thì thiên về các cái hoa văn về tấm vân đá nhiều hơn, và chỉ có rất là ít cái mẫu liên quan đến tấm vân gỗ và các cái hiệu ứng về bê tông. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi so sánh về độ bền, khả năng chịu lực của hai dòng tấm ốp. Thì đối với độ bền thì cả hai dòng tấm ốp thì nhà sản xuất đưa ra cái thông số độ bền là trên 20 năm. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi test về khả năng chịu lực. Thì cái dòng tấm ốp có liền đặc ấy, thì cái tấm tiêu chuẩn là 1m2, cái chiều dài là 2m4. Thì cái kích thước thông dụng, cái chiều dài của nó là một loại 3m này, một loại 2m8 này, và một loại là 2m4. Thì đương nhiên là với cái những cái phân khúc khác nhau, là có nghĩa là chiều dài khác nhau, thì khả năng chịu lực cũng như là giá thành sẽ khác nhau. Thì cũng như tấm nano cũng vậy, tấm nano thì cũng sẽ có các cái dòng tấm 5 cân, 6 cân hay là 7 cân. Trước tiên là ở cái dòng test độ chịu lực thì tôi sẽ test cái tấm mỏng nhất của cái tấm PVC cốt liền đặc. Đây nha quý vị nha, đây tôi sẵn có rồi, tôi viết rồi. Thì đúng không ạ? Đây đúng không? Rất mạnh, lực cực kỳ mạnh luôn này. Còn hằn cả vết đằng sau nó dùng lực rất mạnh. Đây quý vị nhá, khả năng cầm được không? Đấy, có nghĩa là lực cực mạnh. Nếu cảm nhận trực tiếp ở đây thì mới biết được là tôi thuận tay trái mà, nên là nó dùng lực mạnh như nào. Mà cái tấm này cũng chỉ bị như này thôi quý vị nhá. Đấy, nó chỉ chảy một chút thôi, không đáng kể. Đây, đấy, lên gân lên cốt luôn mà không ăn thua gì cả. Đấy, khả năng chịu lực của cái tấm cốt liền đặc này rất là lớn. Cộng với khi mà chúng ta úp đi mếch dày sát vào tường ấy, thì cái lúc mà chúng ta kê đồ van, kê đồ gây điếc, hay là các nhà có trẻ con ấy, các cháu long nghịch, thì sử dụng tấm này sẽ chất lượng được. Còn về khả năng chịu lực của cái tấm đây, đây là cái tấm cốt liền rỗng. Đây là cái tấm cốt liền rỗng thì cái tấm này tôi đang cầm là tiêu chuẩn là 5kg.
trên 1 mét vuông. Thì đây quý vị thử xem nhé, cái lực của tôi có thể là sẽ không cần mạnh như vừa nãy, nhưng có thể là cái tấm này đã bị biến dạng rồi. Đây ví dụ này. Đấy quý vị nhé. Đấy có nghĩa là lực đã nhẹ hơn rồi. Quý vị xem qua màn hình nên là cũng không thể nào mà cảm nhận hết được cái lực mà tôi tác động lên trên này. Nhưng mà thực tế ở tại đây thì chúng ta mới cảm nhận được là cái độ chịu lực của cái tấm tiêu chuẩn 5kg trên 1 mét vuông, tấm úp nalo cốt rỗng này, thì khả năng chịu lực nó sẽ kém hơn quý vị nhé. Đương nhiên là ở những cái phân khúc giá nó đã rất là thấp nên là chúng ta cũng không thể nào mà mong muốn nó độ chịu lực cao hơn được. Thì đây tôi sẽ test trực tiếp cho quý vị dòng tấm úp 7kg. Thì giờ tôi sẽ thử cho quý vị xem cái chịu lực của cái dòng tấm úp 7kg trên 1 mét vuông này quý vị nhé. Đấy, lực rất là mạnh, lực rất là mạnh, nhưng mà nó chỉ là bị lõm một chút thôi, gọi là biến dạng thôi. Có nghĩa là cái dòng tấm úp 7kg trên 1 mét vuông này nó khả năng chịu lực đã rất là tốt rồi. Đấy. Nhưng mà đương nhiên là so với cái dòng tấm úp cốt liền đặc thì tấm nalo này khả năng chịu lực sẽ kém hơn. Như vậy là chúng ta cũng vừa test qua cái khả năng chịu lực của cả hai loại tấm úp cốt liền đặc và cốt liền rỗng quý vị nhé. Thì thứ ba nữa là giờ chúng ta sẽ đi so sánh về giá. Về giá thành thì có những cái lưu ý như này. Thì phân khúc giá thì quý vị nên mua cái dòng tấm ốp mà nó được sử dụng bằng nhựa nguyên sinh. Có nghĩa là các cái dòng nhựa nguyên sinh thì chúng ta rất là dễ nhận biết. Đó là thứ nhất là cốt liền là màu chủ yếu sẽ là màu trắng, chủ yếu là sang các cái tâm màu trắng. Kể cả là các cái dòng tấm ốp rỗng này cũng như vậy quý vị nhé. Nếu mà là các cái dòng nhựa nguyên sinh thì chủ yếu nó sẽ là cốt liền trắng. Và cái dấu hiệu nhận biết nữa là khi đi gần ấy, thì nó sẽ không có mùi, nó không có mùi nhựa. Mùi nhựa thì chúng ta nhận biết rất là dễ, đúng không ạ? Nếu mà các cái dòng nhựa tái sinh ấy, thì chỉ cần mở hộp ra thôi là mùi nhựa đã lồng lặc rồi. Còn chưa nói chuyện đến là chúng ta cắt cả chúng ta úp lên vào tường. Đấy là cái lưu ý về cái khi mua nhựa thì đặc cái dòng tấm úp nhựa cốt liền đặc này thì nó sẽ có hơi có mùi hơn lúc mới mua về, kể cả là dòng nhựa nguyên sinh thì nó cũng sẽ hơi có mùi hơn so với cái dòng tấm cốt liền rỗng này. Nhưng mà chúng ta chỉ cần thi công xong là cái mùi của nó cũng hết thôi, vì là cái dòng này khi mới ra thì nó có mùi nhựa như vậy thôi. Đấy là tôi đang nói chuyện đến cái câu chuyện là tấm sử dụng là nhựa nguyên sinh màu trắng. Đấy, có nghĩa là cái cốt nền trắng thì nó sẽ là nhựa nguyên sinh. Còn các cái dòng như là màu đen hay là các cái dòng màu vàng thì nguy cơ là nhựa tái sinh rất là cao. Đấy. Về giá thành thì cái phân khúc giá của cái dòng tấm cốt nền đặc này, nó sẽ nếu mà mua tấm thì nó sẽ chỉ bằng với cái dòng tấm chung của cái tấm úp cốt liền rỗng này thôi. Ví dụ cái dòng tấm úp nalo nguyên sinh, dòng tấm úp nalo nguyên sinh mà tấm 9 ly hàng 5 cân trên 1 mét vuông thì giá thời điểm hiện tại là nó dao động vào tầm khoảng 120.000 trên 1 mét vuông. Thì đây là cái dòng tấm tiêu chuẩn 5kg trên 1 mét vuông, thì giá là như vậy. Thì khi mà mua tấm ấy, thì cái tấm cốt liền đặc này, một cái tấm 24 sản xuất tại Việt Nam thì có giá là 300.000 trên một tấm, mà một tấm này là gần 3 mét vuông. Như vậy là một tấm này giá thành của 1 mét vuông khi mà mua về thì nó chỉ dao động ở đâu đó là 100 mút thôi. Nó rẻ hơn cái tấm rỗng này. Nhưng thực tế khi thi công, quý vị lưu ý ở chỗ này, thực tế là khi thi công lên thì cái giá thành của cái tấm ốp này thì nó lại là
bằng với cái dòng phân khúc cao cấp nhất của cái tấm ốp cốt nền rỗng. Có nghĩa là cái phân khúc cao cấp nhất của cái tấm cốt nền rỗng này khi thi công ốp trực tiếp vào tường thì sẽ bằng với cái dòng tấm ốp PVC cốt nền đặc này. Đấy, đấy là nguyên nhân mà tôi cần phải chia sẻ với quý vị để lưu ý là cái tấm cốt nền đặc này khi chúng ta thi công như lúc nãy tôi đã có chia sẻ là chúng ta phải cắt một lớp mếch đi để chúng ta làm nót vào bên trong. Cái lớp mếch nót ở bên trong đó cộng với cái phần nẹp mà kim loại đi kèm nữa thì nó sẽ là độn giá lên, độn giá thành thi công trọn gói của cái dòng tấm ốp khổ lớn cốt nền đặc này lên rất là lớn. Thì nếu mà ốp trực tiếp nó dao động vào tầm khoảng 280 thì khi thi công hoàn thiện cái dòng tấm nano này lên mà với khối lượng tầm khoảng 30 mét trở lên thì giá của nó dao động vào tầm khoảng 380. Thì cái giá đó tương đương với cái giá mà dòng tấm ốp Lalo cốt nền rỗng này là cái dòng cao cấp nhất trong hai dòng tấm ốp nội thất. Thì dòng tấm ốp cốt nền rỗng tấm nano có độ dày 6 ly hoặc 9 ly thì tấm tiêu chuẩn là 40 và chiều dài thì có thể cắt theo yêu cầu ấy, thì nó có một cái ưu điểm rất là lớn là nó có dễ tạo hình và phù hợp với tất cả các phong cách kiến trúc hoặc là các cái phong cách về nội thất. Cái tấm này có thể áp dụng làm trần và làm tường. Đấy, cái phân khúc áp dụng của nó rất là lớn. Nhưng mà cái tấm này thì hạn chế thi công ở phòng vệ sinh. Đấy là nó có thể làm trần ở phòng vệ sinh nhưng mà do là yếu tố là phủ phin, do vậy mà cái độ chịu nước, chịu nhiệt độ hơi nước bốc hơi lên của bình ống lạnh thì nó không tốt bằng cái dòng tấm ốp cốt nền đặc. Đấy thì quý vị lưu ý về cái ứng dụng, ưu điểm của từng sản phẩm. Một cái nội dung nữa mà Lam Ngọc muốn chia sẻ tới quý vị đó là cái tính thẩm mỹ giữa hai dòng tấm ốp. Thì cơ bản là nếu mà nói đến cái tính thẩm mỹ thì đó là cái tính chủ quan của mỗi người đánh giá và phụ thuộc vào từng công trình cụ thể. Dòng tấm ốp cốt nền đặc khổ lớn ấy, thì nó thi công phải có cái lẹp kim loại đi kèm. Thì đối với những cái vị trí mà chúng ta nhấn ít như này thì nó không cảm giác rối. Nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng là chúng ta mà thi công một gian phòng mà rất nhiều các cái tấm này, các cái tấm nó ghép lại với nhau và ở giữa các vị trí mối nối lại có một cái nẹp thì nó sẽ cảm giác bị rối và chúng ta không thể nào đi thêm các cái đường chỉ tường được nữa. Thì nếu mà đi thêm đường chỉ tường Lalo nữa ấy, thì nó kết hợp với các cái đường chéo dọc chéo ngang của cái thanh kim loại này thì nó sẽ làm cái tính thẩm mỹ nó sẽ giảm đi. Đấy, do vậy mà đối với cái dòng tấm ốp cốt nền đặc này thì Lam Ngọc khuyên quý vị là lên thi công ở các vị trí có độ ẩm cao như là phòng tắm, phòng vệ sinh, các cái vị trí điểm nhấn nhỏ, các vị trí chân tường. Đấy thì là những vị trí đó là thi công các cái tấm ốp cốt nền đặc này rất là phù hợp. Còn đối với cái dòng tấm ốp cốt nền rỗng như này thì nó lại rất phù hợp với các phong cách nội thất trong căn phòng. Vì khi mà các cái dòng tấm ốp mà nó liên kết hàm khóa âm dương này, khi mà các cái dòng tấm ốp này nó liên kết với nhau ấy, thì nó sẽ không cần phải sử dụng nẹp ở các vị trí mối nối tấm này như này nữa. Đấy, và do vậy mà chúng ta được quyền, chúng ta có thể lựa chọn đi chỉ hay không. Chúng ta có thể lựa chọn đi chỉ, đi thêm các cái đường chỉ tường ấy, thì nó có thể theo phong cách tân cổ điển hoặc là mình không đi đường chỉ, đấy cũng là cái phong cách hiện đại. Như vậy là Lam Ngọc vừa đi phân tích so sánh hai cái dòng tấm ốp đang được sử dụng nhiều nhất để thi công
ốp tường nhà, nội thất. Quý vị có thể lưu ý ngắn gọn các cái nội dung chính. Đó là thứ nhất, đó là so sánh về cách thi công và ứng dụng. Thì trong cái phần cách thi công và ứng dụng này thì quý vị lưu ý rằng tấm cốt nền đặc thì thi công bằng hình thức dán keo, và khi thi công phải có một lớp mếch ở bên trong. Giữa các cái tấm vân đá cốt nền đặc thì cần phải có lẹp inox đi cùng. Về ứng dụng của tấm ốp nhựa cốt nền đặc thì ứng dụng được sử dụng ở trong phòng vệ sinh, phòng tắm, sử dụng ở các vị trí điểm nhấn của phòng, sử dụng để ốp chân tường. Còn đối với cái dòng tấm ốp nhựa nalo mà cốt nền rỗng thì liên kết bằng liên kết hèm khóa, được ứng dụng rộng rãi cho cả trần và tường nhà, có thể thi công ở tất cả các vị trí trong căn phòng. Đối với tấm ốp nhựa nalo, chúng ta hạn chế thi công cho phòng vệ sinh, phòng tắm. Còn nếu mà thi công cho phòng vệ sinh, phòng tắm thì chúng ta chỉ thi công về phần trần. Chỉ tấm ốp cốt nền rỗng này thì không thi công ốp tường cho phòng tắm, phòng vệ sinh được, quý vị nhé. Nội dung so sánh thứ hai đó là khả năng chịu lực. Thì khả năng chịu lực của tấm ốp nhựa cốt nền đặc sẽ tốt hơn tấm ốp nhựa cốt nền rỗng. Đối với những công trình mà có yêu cầu về khả năng chịu lực cao, mà người ta đã yêu cầu sử dụng tấm ốp nhựa nalo, thì quý vị lên tư vấn khách hàng là sử dụng cái dòng tấm ốp nhựa nalo mà có tiêu chuẩn là 7kg trên 1m2. Thì cái dòng đấy thì nó sẽ có khả năng chịu lực tốt hơn. Các cái dòng 6kg trên 1m2 hoặc là 5kg trên 1m2. Cái dòng 5kg trên 1m2 quý vị lên sử dụng để thi công cho trần thì tốt hơn là thi công để ốp tường. Thì đương nhiên là cái dòng ý thì giá thành rẻ, nhưng mà đối với những cái công trình mà có yêu cầu cao về khả năng chịu lực ấy, thì quý vị cũng sẽ có cái cân nhắc. Thứ ba nữa là về giá thành. Thì trong cái phần giá thành ấy, thì quý vị lưu ý là nên mua tấm ốp nhựa là cái dòng nhựa nguyên sinh, cái cốt nền là màu trắng và không có mùi nhựa. Ở cái phần giá thành này thì quý vị lưu ý là tấm cốt nền đặc khi thi công hoàn thiện lên có giá thành tương đương với dòng tấm ốp cao cấp của tấm ốp nalo cốt nền rỗng. Trên đây Lam Ngọc có phân tích so sánh giữa hai dòng tấm ốp nhựa thế hệ mới đang được sử dụng nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Thì hy vọng qua clip quý vị sẽ lựa chọn được dòng tấm ốp phù hợp nhất để thi công cho công trình xây dựng của mình. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, thành công và bình an trong cuộc sống.